Girls Umbanzer đã quay trở lại Game World với hai chiếc xe tăng vàng mới là Tiger 2 Kuromori Mine và BT42 Zakosota, xe cũ là Banzer 4 Anko. Ngày hôm nay, mình sẽ chơi chiếc Tiger 2 Kuro. Xin cảm ơn bác Fury đã cho mình mượn tài khoản để lên sóng sớm video cho anh em khỏi mong đợi. Về ngoại hình thì đây là Camo 3D không thể thay thế được, nét vẽ khá giống anime hoặc là game. Trên tháp pháo có biểu tượng của trường Kuro. Và điều anh em mong đợi nhất chính là dàn waifu. Chúng ta có chỉ huy Erika Izumi, chỉ huy mới của Kuromori Mine sau khi Maho sang Đức du học. Erika rất nghiêm và hơi kiêu, nhưng cô quan tâm sâu sắc đến đội của mình. Và bây giờ sẽ cho anh em nghe tiếng của Erika Izumi nhé. Anh em thấy thế nào? Nuột chứ? Nhưng hơi đáng buồn một chút, tổ kíp lái của Tiger 2 Kuro chỉ có Erika lồng tiếng cho thông báo thôi. Các kíp lái còn lại sẽ không lồng tiếng giống như chiếc BT42 hay là Banzer 4 Anko đâu. Hey, Wargaming ơi, sao không làm hết đi chứ? Mình có so sánh Tiger 2 Kuro và King Tiger quốc tịch Mỹ, có hai thông số chính khác nhau anh em phải lưu ý. Tiger 2 Kuro sẽ nạp đạn chậm hơn, nhưng bù được cái thời gian ngắm và phân tán tốt hơn một chút. Thực ra khi mà chơi ấy, anh em sẽ không cảm nhận thấy đáng kể đâu. Nói chung là cái dòng Tiger 2 này lấy thịt đè người ấy mà, chứ các thông số khác nó easy. Hoặc là anh em cứ nghĩ rằng đây là Tiger 2 cấp 8 hạ cấp xuống, hỏa lực yếu hơn, sử dụng khẩu 8,8cm thôi. Về thiết bị thì bác Fury mang gì thì mình chơi nấy, nhưng có thể đề xuất anh em bỏ quạt mang thêm nitro theo kịp đồng đội hoặc chiếm một vài vị trí quan trọng. Còn nếu anh em muốn bắn chuẩn hơn có thể mang xoay chờ ngắm nhanh hoặc là giảm tâm, nhưng chắc không cần mang giảm tâm đâu, mang thép đệm đi bởi vì thân hình to xác dễ làm mồi cho pháo tự hành. Không dài dòng nữa, hãy cùng mình chơi Tiger 2 Kuro với chỉ huy Erika nào. Ok chỉ huy Erika, bây giờ chúng ta sẽ đưa chiếc Tiger 2 Kuro ra ngoài tiền tuyến, tiêu diệt hết tất cả những kẻ địch nhé. Nói qua một chút cách chơi của chiếc Kuro, chẳng có gì để nói đâu. Nó giống như chiếc King Tiger hay là Tiger 2 cấp 8 mà mình đã có rất nhiều video về chúng nó rồi. Chủ yếu cận chiến, đánh giáp lá cà và có hai kiểu đối đầu với kẻ địch: thập thò và nghiêng xe. Anh em chọn cách nào cũng được thôi, nhưng mình đề xuất nghiêng xe chặn đạn tốt hơn. Bởi trục chuyển động đặt ngay dưới gầm phía trước, dễ bị kẻ địch bắn vào đây, chúng ta sẽ hỏng động cơ. Bản đồ red side, chế độ đôi công. Chưa gì mình đã bị lộ hình rồi, chứng tỏ có kẻ địch đang đứng ở vị trí D7. Vừa nhắc đến thì T21 đã soi thấy chiếc Cromwell, khiến anh ta phải chạy về. Mình sẽ giao tranh ở cánh 89, có nhiều vật cản để chơi nghiêng xe và tập tò hơn. Bên địch cũng có hai chiếc Kuro. Càng đấy, ra bắn phủ đầu trước, gây bất ngờ cho họ. Tiger giáp đã không bị xuyên. Phần thân trên của chiếc Tiger cũng gọi là dao động hiệu quả trên 200mm. Anh em cố gắng ngắm vào gầm hoặc chuyển sang đạn vàng. Phần tháp pháo thì 185mm dựng đứng. Sử dụng độ xuyên đạn thường cũng có thể đục được, nhưng nếu kẻ địch mà có nghiêng một chút thì cũng 50-50. Đừng có nghiêng quá đà như ông Kuro phía trước nhá, dễ dàng đục được ngay. Ái chà, có Tiger 1 đằng sau luôn. Em Erika đang buồn đấy, ngắm như thế rồi còn đẩy đạn. Quả này thì vui chưa? Anh ngắm kỹ cho em chưa? Cố gắng tiêu diệt chiếc Kuro phía trước, anh ta còn ít máu. Có vẻ như ông này mới bỏ tiền ra mua và không biết chơi như thế nào. Nghiêng trái nghiêng phải, quá dễ dàng bị đục. Thế phát nữa, anh ta sẽ bay. Này thì nghiêng xe quá đà với tôi à. KV2 đang sông lên. Anh ta sử dụng đạn gì đây? HE hay là AP? Tiger 2 quyết định đi ra bắn binh. Quá xích luôn. Và KV2 sử dụng đạn nổ. Anh ta không thể bắn xuyên phần phía trước. Tiếp tục phá hủy xích khiến chiếc KV2 bất động. Thời gian nạp của mình hiện tại đang dao động 7-8 giây. Mà KV2 sửa nhanh như thế này, chứng tỏ là một người chơi giấm âu đấy. Nói chung thì tiêu diệt được một kẻ địch nguy hiểm là ok rồi. Mình sẽ tiếp tục giao tranh với chiếc Tiger 2 Kuro phía trước. Anh ta đang sông lên. Trúng thùng đạn của mình á? Căng vậy? Thùng đạn Tiger 2 đặt dưới gầm luôn à?
có chuyển sang đạn vàng, dễ dàng đục được phần thân trên. Anh ta cũng đang nghiêng xe. Giáp đã không bị xuyên rồi. Có khả năng anh ta đứng vào một cái dốc nào đó khiến cho phần thân trên nó hiệu quả hơn một chút. Em buồn gì đây? Anh snapshot tí thôi mà. Thế tí nữa anh bắn chuẩn cho em nhá. Số máu của mình đang ít hơn, cần phải chờ cho chiếc FV304 bắn yểm trợ. Caro B88 bên phải bay rồi. Tiger 2 vừa hứng chịu đạn pháo nhưng không đáng kể. Mình chuyển sang phương án chơi thập thò, bởi vì kẻ địch đang sử dụng đạn ABCR. Việc mà mình chơi thập thò như thế này sẽ tăng hiệu quả cái phần nghiêng của cả gầm và phần thân trên. Phải tiến lên tiêu diệt chiếc Tiger 2 bởi chiếc CC56 ở đằng sau. FV304 đã hỗ trợ tiêu diệt. Lùi xe, tạo thế gọng kìm chiếc CC56 với đồng đội. Đằng sau có chiếc SRV. Phá hủy xích của chiếc CC56. Bây giờ thì mình sẽ lách sang bên trái, không để cho chiếc SRV móc vào đằng sau. Còn một hit nữa kìa anh em, tiêu diệt đi. Tốt. Và SRV đang xông vào. Anh ta bắn trúng xích nhưng không xuyên. Hai phát đạn bắn không trúng rồi, và khả năng cao anh ta đã hết đạn, bởi vì trước đó đã bắn mình một viên. Nói chung thì Tiger 2 Kuro có thời gian ngắm và phân tán ok hơn so với King Tiger, nên anh em chơi snapshot khá là ok. VKD đang móc ở bên trái và Cromwell ở phía trước. 2-1 rồi. Mình sẽ phải lùi xe để yểm trợ chiếc VKD, bởi Cromwell anh ta đang có tốc độ rất nhanh lao sang bên trái. Không trúng giáp kìa, cũng không đứt xích luôn, để cho chiếc Cromwell còn sống và chạy vòng về đằng sau. Mình vẫn phải hứng chịu thêm một phát đạn, thật là đáng tiếc. Hơn 5 phút chiến đấu, mình kiếm được 4.200 sát thương và chặn được 1.100. Không tệ trên chiếc Tiger 2 Kuro. Và đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 của mình trên chiếc xe này thôi đấy. Còn 4 kẻ địch, đi tìm họ và tiêu diệt nào. SRV ở phía trước, anh ta nấp sau tảng đá. Một phát bắn hơi chậm của mình, cứ nghĩ rằng anh ta sẽ đi hẳn ra cơ, nhưng không. Cắn lại thôi. Ok, em Erika vui chưa? Anh ăn được 4 mạng rồi đấy. Từ từ đã. Tiger 2 Kuro nhưng quốc tịch Nhật, bởi vì mình nghe thấy cái tiếng radio mời nhau vào trong trung đội lại là của tiếng Nhật. Su-100i đang ở trên đồi. Mình xin được một phát, anh ta bay màu nhanh quá. Pháo tự hành thì bị đồng đội mình tiêu diệt. Nhưng mà hơi lạ ở chỗ là Tiger 2 Kuro quốc tịch Đức mà. Ở ngoài gara anh em thấy cờ Đức không? Nhưng vào trong game thì lại nghe cái tiếng radio ra hiệu cho đồng đội là tiếng Nhật. Vui đấy. Trận đấu này mình đã thắng vẻ vang và làm hài lòng em Erika. Nhưng không phải lúc nào mình cũng có những cái trận đấu tốt như thế này. Bây giờ đến với hai trận đấu mình đã thua, hơi đáng tiếc. Anh em có thấy cái gì đó xuất hiện ở phía trên vật phẩm không? Đó chính là mod phụ đề cho các thông báo Gun Unbanzer nếu họ nói cái gì đó liên quan đến vai trò. Ví dụ như chỉ huy phát hiện ai đó hay là bla bla thì cũng sẽ có cái thông báo và mô tả cái phụ đề ở phía dưới. Chiếc Tiger 2 Kuro chỉ có Erika thông báo thôi, nhưng với chiếc PT-42 và Panzer 4 Anko sẽ có các thành viên thông báo với vai trò của họ. Ví dụ như chúng ta bị hỏng thùng đạn, nạp đạn viên sẽ thông báo. Lái xe mà bị đứt xích thì lái xe sẽ thông báo. Bản đồ Malheur Line mình lựa chọn tấn công cánh 89, quen thuộc của tác hạng nặng rồi. Rất nhiều kẻ địch ở phía trước. Xuống sông băng thôi. Xin lỗi em Erika, anh lái không cẩn thận, rơi xuống hồ không may đứt xích. Em kêu ngay ạ. Mình đang đến vị trí mua đất H8 để hạ nòng bắn kẻ địch. Có ai không? B43, M2I và Zulu. Rất nhiều kẻ địch máu mặt đấy. Cái gì đấy M2I? Đây là phòng cấp 6 đấy, chưa gì đã sử dụng đạn vàng luôn rồi.
Ấy chà, em Erika vừa khoe khoang kỹ năng đấy. Bắn xuyên một cái thôi là cười ngay được. Giao tranh không bờ ai ý. Cảm giác cái bot thông báo này giống như game Girls Urbanizer trên console phải. M2i đang tấn công, đây là cơ hội của mình. Khó quá. VZ44 cửa đằng sau canh thế này thì làm sao mình có thể lên và hạ nòng bắn được đây. Đồng đội thì đứng ở bên trên hết rồi, đang trở thành biên tập bắn. Bất ổn rồi nha. Ngắm khá tốt vào gầm của chiếc VZ44. Tiếp theo là T29. Xích. We hit them 90. Trời ơi, em ấy khen mình đấy. Nếu VZ44 mà không sử dụng sao đạn vàng thì mình dễ dàng chặn đạn được bằng các pháo này. Tiếp tục lên bắn chiếc T29. Chúng chỗ nào vậy? Căng thế. Cục U à? Hay là overmatch phần chán gì? Nói chung thì mình đang gặp bất lợi khi mà đồng đội ngã xuống rất nhiều. Kẻ địch thì sắp tấn công vào đây rồi. Tiếp tục canh chiếc VZ44. Có vẻ như những kẻ địch ở bên trên đang cố gắng mở một con đường tấn công vào vị trí của mình. Bọn họ cũng không còn nhiều máu. Mình có ý định rút lui và thập thò ở bên trái này thay vì đi lên giao tranh với chiếc VZ44. Pháo ném trượt rồi. Đi lên thôi. Tiger 2 cồng kềnh quá. Xoay xe và tăng tốc chậm. Tiger 1 không chú ý và M2i đang đi cùng. Pháo ném hiểm trợ tức xích. Tiếp tục phá hủy xích bên phải khiến anh ta sửa lâu hơn. Tiêu diệt kẻ địch Tiger 1. M2i có sông lên không? Nhưng mình đã thấy chiếc VZ44. Anh ta tính băng qua sông băng để sang giao tranh với mình. Không phá hủy được xích, mình quyết định lao ra để dìm anh ta. Này thì đi lên với chúng tôi à. Xuống. Xuống. Không cho lên đâu. Đi xuống. Em Erika bảo bạn xuống đây tắm đi cho mát. Như vậy là VZ44 đã bị mình dìm chết. Và bên trái có hai kẻ địch là B3 Fist cũng đang tính vượt sông băng. Đằng sau có chiếc Pewater. Mình kịp thời quay trở lại tiêu diệt. T29 chưa băng qua được. Mục tiêu chiếc Pit trước. Cho anh ta về gara. Và tiếp theo là T29. Anh ta cũng không thể băng qua sông băng. M2i thì ở đằng sau, đang cố gắng móc mình rồi. Cố gắng dìm chết chiếc T29 trước. Như vậy là T29 đã chết chìm nhưng không phải mình dìm. Có thể là chưa đủ thời gian hoặc đủ tác động khiến anh ta bị chìm. Và đây là phát đạn cuối cùng của mình bắn chiếc M2i. Em Erika buồn. Tôi đã cân cái vị trí này bao nhiêu kẻ địch rồi. Vẫn không thể thắng nổi. M2i móc quá tốt. Đồng đội đằng sau có vẻ như không bắn yểm trợ mình ở cái lúc mà chiếc M2i băng qua. Nói chung thì trận đấu này bọn mình thua cũng đúng thôi. Khi mà có chiếc Tiger 1 AFK này, rồi thì đồng đội đứng ở trên trở thành bia tập bắn cho kẻ địch. Trận đấu cuối cùng ở bản đồ Forzor chỉ có 3 ta hạng nặng mỗi bên thôi. Mình sẽ lựa chọn canh cổng lửa ở giữa bản đồ trước, sau đó mới đi ra cổng lửa vị trí G3, G4 giao tranh sau. Nhanh nào, không là kẻ địch lên hết đồi giờ. 1357 đang chạy lên đồi, Crusader ở đằng sau. Đi xuống mất rồi. Mình vừa bị lộ á. Tưởng Crusader chạy xuống rồi. Hay là phía trước có người. Cần phải đề phòng nha. À, Super Chaffy. Khả năng cao anh ta soi thêm mình trước đấy. Crusader SB nhá. Sử dụng khẩu pháo stock. Giấm mâu phải không? Super Chaffy đang cố gắng chạy thoát. Thế phát đạn nữa nào. Chạy đâu. Đó là cách chúng ta hạ gục kẻ địch. Erika vừa bực đấy nha. Không cho chiếc Crusader SP cẩu đạn vào đây nữa. Sang kia giao tranh yểm trợ chiếc ES2 đi. Để đồng đội phòng thủ một mình, vậy là không được đâu đấy. Sau trận đấu là phải phê bình nghiêm khắc.
phải có đồng đội với nhau chứ, đúng không? Khả năng cao ES2 sẽ không chống cự được đợt tấn công của Tiger P và Tiger 1. Hai kẻ địch này đều nạp đạn rất nhanh, độ xuyên tốt. Mình sẽ lựa chọn mục tiêu Tiger 1, anh ta ít máu nhất, cũng đang rút lui. Với độ xuyên 200mm thì dễ dàng đục được chiếc Tiger 1 rồi, còn Tiger B thì phải ngắm bắn điểm yếu. Anh ta đang rút lui xuống, không để cho Tiger B chạy thoát. Mình đẩy lên, tấn công luôn. Chạy đâu? Tiger 2 Kuro đến đây. Ái chà, bắn trúng cục U của mình cơ à? Được đấy. Anh ta chuyển mục tiêu sang chiếc Super Hellcat, mình có cơ hội để ngắm bắn. Tận dụng độ cao, mình hạ nòng bắn xuống. Cục U trắng. Không cần, tháp pháo. Hai phát đạn nữa thôi, cố gắng tiêu diệt anh ta trước nào. Đây là lỗi của mình nhá, đã lùi xe trước khi khai hỏa. Gì vậy? Có cần phải chuyển sang đạn vàng để bắn mình không Tiger B? 200mm đục được mình rồi mà. Giờ chỉ còn nửa cây máu thôi, cần tìm làm sao đây? Mình tính đẩy lẻ vào trong căn cứ bên địch, nhưng không, chắc chiêu 7 anh ta đang kê cái cổng lửa giữa bản đồ rồi, sẽ chia cắt cái hướng mà bọn mình chạy về. Vì vậy mình đã quyết định hợp lực với chiếc Super Hellcat và T-252 quay trở về bảo vệ căn cứ. Đồng đội khả năng cao cũng không thể chống cự được tốt ở cánh trên. Chiếc chiêu 7 đi một mình mà, bọn mình hoàn toàn có thể tiêu diệt anh ta nhanh chóng. Có lộ xích, chỉ phá hủy được thôi. Anh ta bất động, mình kiếm thiệt đại hỗ trợ. Tiếp tục di chuyển lên và tiêu diệt anh ta. Tự tin nghiêng xe để chặn đạn, nhưng cũng phải đề phòng nhá, độ xuyên của chiếc chiêu 7 tốt phết đấy, đục được phần gầm của mình. Thật luôn đấy hả chiếc chiêu 7? Sử dụng khẩu lựu pháo. Thế thì về gara đi. Thì số hiện tại 6-7. Bên mình đang lỗ máu đấy. Kẻ địch đẩy vào quá nhanh kìa. Mình chờ hết lộ hình để xem còn ai đang chấn giữ trên đồi không. Và đó là chiếc 1357. Mình cảm thấy hơi lạ, 1357 không soi thấy mình, mà mình soi thấy. Mình khai hỏa thì mới bị lộ. Ảo nhờ. Hay là anh ta lộ phần thân trước ra, còn mình thì khuất sau bụi cây hay lá cây rồi, khiến anh ta không đủ tầm nhìn để trừ cam mó. Quay trở về căn cứ nhanh nào. M44 còn không thèm chạy chứ. 3-9. Căng thẳng nha. Liệu mình có thể về kịp và giao tranh với chiếc Thai 58 cùng với T-3485? Hai pháo chúng tăng thì đang tìm vị trí để phòng thủ rồi. Scorpion ở bên trên, Thai 58 ở bên dưới. Mình lựa chọn giao tranh ở bên dưới. Hạ nòng của mình không tốt mà, thân hình cũng to và cồng kênh. Thập thò tốt, Thai 58 bắn không xuyên bằng đạn ABCR. Cứ sử dụng đạn ABCR đi, dễ nảy đấy. Thai 58 đúng 240 sát thương. Tiếp tục bắn không xuyên từ Thai 58. T-3485 bắn trượt rồi. Mình sẽ xông lên để tiêu diệt anh ta, bởi ở đằng sau T-252 bên địch bắt đầu xông lên rồi. Super Hellcat không biết có chống được lâu không. Phải tiêu diệt những kẻ địch ít máu. T-34 bắn không xuyên. Quay trở lại yểm trợ đồng đội và Scorpion. Tại sao chiếc T-252 lại để chiếc Scope lao xuống bắn mình thế? Đang rất cần máu để cân tim đây. Crusader ở ngay phía trước. Mình lựa chọn mục tiêu nguy hiểm 1357, nhưng anh ta chưa bay màu. T-252 có giao tranh không? Có quá, Su 152 full máu đến rồi kìa. Cần làm sao đây? T-252 đang chạy thoát, nhưng đó là sai lầm. Đã lộ ra điểm yếu cho chiếc T-252 bên địch xông lên. Lựa chọn mục tiêu 1357, anh ta có băng đạn. Tiếp theo, Basoto. Di chuyển tốt khiến Basoto không thể bắn xuyên. Và khả năng cao đây là phát đạn cuối cùng của mình.
Như vậy trận đấu này mình đã không thể cân tim được một cái số sát thương khá là đẹp từ quý 3. Nếu đồng đội chơi tốt ở cánh trên và phòng thủ lâu một chút thì có thể là mình sẽ cân được rồi. Hoặc là do mình ở nửa đầu trận đấu đã hết nhiều máu quá. Điều cuối cùng mà mình muốn cho anh em xem đó chính là xe tăng Gers Ubanzer khi bị tiêu diệt sẽ có cờ trắng ở trên nóc được giơ lên. Đây là thành tích của mình ở trận đấu bản đồ Redside, kiếm được Master lần đầu 2 caliber, điểm đội 1750 kinh nghiệm gốc. Báo cáo chi tiết, bạc kiếm về thì cũng ok bởi chủ yếu giao tranh cận chiến. Tiếp theo là độ xuyên đạn thường cũng hơn 200mm, đủ đục những kẻ địch giáp dày, cùng và dưới cấp. Còn trên cấp mà họ dày quá thì anh em chuyển sang đạn vàng có khi vẫn phải ngập bắn điểm yếu như thường đấy. Các trận đấu khác thì mình dao động khoảng 2000 sát thương. Và đó là video ngày hôm nay của mình về chiếc Tiger 2 Kuromori Mine với bộ kíp lái Gers Ubanzer, chỉ huy Erika Isumi. Ngoài ra anh em có thể lấy bộ kíp lái này chuyển sang các xe tăng khác cùng quốc gia Đức được nhé. Cảm ơn đã theo dõi video. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.